Và đây là cách làm nước sốt me hay nước mắm me. À, với nước sốt me của mình rất là sánh mịn thì mình dùng để chấm bánh tráng nè, các món cá chiên, đặc biệt là cá chiên xù. À, những cái món ăn nào mà mình sử dụng với nước sốt me thì mình đều có thể là mình ăn chung nha. Ngoài ra thì mình còn có thêm một ít đậu phộng và hành tím phi. À, khi nào ăn thì các bạn cho vào. À, bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món nước mắm me, hay còn gọi là nước sốt me. Về nguyên liệu, ở đây thì mình sử dụng là một ít hành tím phi, một ít đậu phộng rang, bột tỏi. Nếu như không có bột tỏi thì các bạn sử dụng tỏi phi vàng. Me ở đây mình sử dụng là 100g me khô. Thì các bạn lưu ý là ở ngoài người ta bán, đôi khi các bạn mua sẽ gặp cái loại me nó rất là bị mặn. Người ta ướp muối trong trong rất là nhiều. Do đó là nếu như các bạn mua gặp mà cái loại me ướp muối nhiều á, thì các bạn sử dụng nhiều đường hơn nha. Còn như mình thì mình sử dụng loại me bình thường. Hôm trước á, thì mình mua ngay cái loại me người ta ướp muối quá nhiều, do đó là nấu cái nước sốt nó không ngon. Các bạn nhớ nếm thử cái me của mình nó thuộc loại nào để mình canh điều chỉnh lượng đường. 4 muỗng canh sữa đặc, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh xì dầu. Nếu như không có xì dầu thì các bạn khỏi cho vào cũng được. Xì dầu nó giúp tạo màu cho phần nước sốt của mình. Các bạn không thay thế nước tương được nha. Nước tương thì nó sẽ hắc mùi, nó hôi, nó không ngon. 1 muỗng canh tương cà, 2 muỗng canh tương ớt, 1 ít sả băm như thế này. Các bạn có thể là băm nhuyễn nha. 250g nước, 110g đường, 100g nước mắm. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm. Mình sẽ cho vào đây là nước, đường và phần me này. Mình sẽ nấu nó lên. Mình nấu lửa vừa thôi. Mình sẽ nấu từ từ cho cái phần đường á nó tan ra, với cái phần me của mình nó mềm ra. Nước nó bắt đầu sôi nè. Bây giờ mình sẽ hạ xuống lửa nhỏ thôi. Mình nấu liu riu nó cho cái phần me nó ra hết cái me này ra. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tính thời gian nấu me nha. Mình đã nấu được 3 phút rồi đó các bạn. Lúc này thì các bạn có thể là mình lược bỏ cái phần hạt me này đi. Nhưng mà mình thấy nó cũng ít lắm nên mình khỏi lược nha. Tùy theo các bạn thôi, các bạn thích thì các bạn lược. Giờ mình sẽ cho nước mắm vào. Dầu hào, sữa đặc, tương cà, tương ớt. Bạn nào thích ăn cay thì sử dụng nhiều tương ớt nha. Khuấy đều lên. Và mình sẽ tiếp tục mình nấu với lửa nhỏ như vậy nha. Các bạn nấu lửa riu riu như thế này nha, cho nó sôi từ từ, một hồi nó sẽ keo lại. Mình đã nấu nãy giờ khoảng được 20 phút rồi đó các bạn. Giờ nó sánh lại rồi nè. Đó, nó keo lại như thế này. Thì lúc này thì mình sẽ cho phần xì dầu vào. Nếu như các bạn thích cái màu như vậy đó thì các bạn khỏi cho xì dầu nha. Còn mình thì mình thích nó đậm màu chút xíu nên mình sẽ cho xì dầu. Lượng xì dầu nãy mình sử dụng hơi nhiều á, mình cho từ từ mình điều chỉnh vào nha, thì nó sẽ đậm màu hơn. Cho thêm một ít nữa. Mình điều chỉnh cái màu tùy theo các bạn thôi.
Sau khi đã điều chỉnh màu sắc vừa ý thì mình rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Tiếp theo thì mình sẽ đi phi phần sả, mình cho vào đây một ít dầu, cho sả vào, phi cho nó vàng lên. Sả đã vàng rồi nè, vàng thôi mà mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ cho vào cái nước sốt me một ít bột tỏi. Nếu như sử dụng tỏi phi thì cho vào lúc này luôn nha. Nếu như các bạn mà cho sớm quá thì nó hết cái mùi thơm của tỏi. Cho phần sả băm vào, cho hết vào luôn. Mình thấy nhiều nơi là mà cái phần nước sốt me này không có bỏ sả. Nếu như các bạn thích sả thì mình cho vào thôi nha. Phần nước sốt me của mình coi như là đã xong rồi đó các bạn. Rất là ngon, rất là thơm. Nó sánh mịn nè. Nước sốt me mình đã cho ra tô rồi nè các bạn. Về cái phần đậu phộng và phần hành tím phi á, thì khi nào ăn thì mình hãy cho vào, chứ mình không có cho chung vào một lượt nha. Về bảo quản thì các bạn để cho nó thật là nguội, rồi các bạn bảo quản ở trong ngăn mát của tủ lạnh được khoảng 5 ngày. Nếu như muốn để lâu thì các bạn để ngăn đông. Nước sốt của mình sánh mịn, rất là ngon. Thì với nước sốt này các bạn dùng để chấm bánh tráng á, mình ăn không, hoặc là sử dụng trong các món bánh tráng trộn, hoặc là cá chiên, đặc biệt là cá chiên xù, hoặc là mình ăn với khô. Những cái món nào mà ăn chung với nước mắm me hay nước sốt me á, thì mình đều dùng được hết nha. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc các bạn thành công.